Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả một đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, Bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, Bác như bài dân ca ru em bé vào đời, Bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao. Cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.